Có những cái thực sự là khi đến với cuộc thi mình cũng khá là tiếc, khi mà có một số chương trình trước đó khi mình tham gia thì mình thực sự là chưa giống như là 100% mình đặt cái sự nghiêm túc vào, và khi đến với Bức Tranh Hoàn Vũ thì mình đã thay đổi và mình nói là cơ hội chỉ có một lần, và cái tuổi trẻ và cái giai đoạn này á nó sẽ qua đi rất là nhanh, và khi đến với chương trình thì mình đã toàn tâm toàn ý, và mình có một cái giao kèo với ông xã là chuyện này mà đôi khi mà em hơi lơ là, em ít quan tâm anh một tí là anh thông cảm cho em nha, tại vì mình muốn thực sự là rất là tập trung vào cuộc thi để mình khi mà mọi thứ nó không như mình mong muốn thì ít nhất là mình đã nói là mình khi mà nó không như mình mong muốn thì ít nhất mình cũng đã từng cố gắng rất nhiều và chăm chỉ rất là nhiều. Cũng rất là hồi hộp khi mà đang mong chờ sân khấu đầu tiên của chương trình. Thực sự là mình cũng mong muốn sẽ có một hình ảnh khác, sự chăm chỉ của mình này, sự bền bỉ của mình, sự cố gắng của mình và cái tình yêu mãnh liệt của mình đối với nghệ thuật như ca hát cũng như là nhảy múa. Mình muốn cho mọi người nhìn thấy nhiều hơn, tại vì mình cảm thấy là thời gian qua mình sống cũng khá là an toàn và khá là nhạt nhòa, nên là mình mong muốn là đến đây mình sẽ không bị một cái rào cản nào từ chính bản thân mình đó. Mình muốn thực sự là sáng tạo và làm việc nghệ thuật. Kết bạn thì chắc chắn là có, tại vì nếu như là những chương trình trước giống như chị Quỳnh Nga nói là chị Quỳnh Nga thấy là khi Phạm Lực sang chương trình này là như là một con người mới, để mình kiểu cởi mở hơn, mình vui hơn, mình nói chuyện nhiều hơn. Và với tất cả các điệu nhảy thì thực sự không thể tham la được mọi người ạ. Với cái hành trình mà nó dài cũng không thể là dài, nhưng mà nếu mà ngắn thì cũng không phải, nhưng mình biết chắc là mình không thể nào mà tham lam muốn biết được hết tất cả mọi thứ. Nhưng mình mong muốn là mình sẽ có thành tích thật là tốt này, và có kỷ niệm thật là đẹp với tất cả mọi người trong chương trình cũng như tất cả các bạn vũ công đến từ Hungary. Sợ nhất thì chắc có lẽ là Samba, tại vì từ ngay những ngày đầu tiên mới bắt đầu được học cơ bản thôi là phải nhớ hoài cái ngày hôm đấy luôn, tại vì đầu óc của mình là trống rỗng luôn. Mình không hiểu nó, cái quy luật chuyển động của nó như thế nào, khi các bước chân, các hông nó di chuyển như thế nào. Thì đến giờ phút này vẫn thực sự rất là sợ Samba. Tất cả các điệu nhảy nó đều luôn luôn cho mình một cái tâm trạng hào hứng rất là tốt. Đối với Lịch ý, khi mà nghe âm nhạc này, nghe nhảy này, giống như cái trái tim của mình nó rất là thổn thức và mình nhảy bằng cả trái tim ấy, nên đối với Lịch thì tất cả các thể loại nó đều rất là tuyệt vời. Chỉ có những cái thể loại mà nó gây áp lực với mình vì nó quá khó, giống như là mình chưa thể hiểu được nó như thế nào ấy, thì Lịch sẽ quan tâm về nỗi sợ hãi nhiều hơn. Còn đối với Lịch là khi nhạc nó lên là thay đổi Phạm Lịch của hiện tại, là một Phạm Lịch khác ốp vào. Trước khi mà tham gia Bức Tranh Hoàn Vũ thì thực ra là mình cũng may mắn, mình cũng đã từng làm một vũ công, mình cũng được đi biểu diễn minh họa cho rất là nhiều ca sĩ. Thì mình nghĩ đây là một cái may mắn đó. Đến giờ phút này thì mình cảm ơn cái hành trình mà mình đã từng làm việc trước đó. Để ngày hôm nay khi mà vào chương trình thì áp lực thì chắc chắn là vẫn có, nhưng mà mình cảm thấy là nó hỗ trợ giúp mình và chủ động được nhiều hơn rất là nhiều. Đến với khiêu vũ nha. Nói thật với mọi người là mình không có một cái kiến thức cơ bản nào về bộ môn này cả. Thì đối với mình thì tất cả đều rất là khó như nhau. Và ngày trước ví dụ như đôi khi là mình cũng sẽ được tham gia một số chương trình, và mình cũng nhìn thấy các bạn đồng nghiệp nhảy khiêu vũ á, thì mình luôn luôn có một câu hỏi giống như là cái bộ môn này, những cái bước chuyển động của nó, những cái hông và bước chân ấy, nó như ma thuật đấy mọi người. Mình không hiểu cái chuyển động của nó sẽ như thế nào. Và khi bắt đầu tham gia chương trình và được hỗ trợ từ các bạn kiện tướng đến từ câu lạc bộ của anh Trí Anh này, cũng như là bên chị Khánh Thi, thì mình mới kiểu mở ra một cái cánh cửa mới về khiêu vũ dance sport và chuyển động nó sẽ như thế nào. Thực sự rất là cảm ơn Bức Tranh Hoàn Vũ.